thì chúng ta biết rằng Chúa ví hội thánh giống như là vườn nho của Chúa, và Chúa là gốc nho, con cái của Chúa là những nhánh nho. Đức Chúa Trời là đấng đã trồng cái vườn nho đó, và vườn nho đó chính là hội thánh. Và chúng ta biết rằng Việt Nam chúng ta không phải là xứ nông nghiệp trồng nho, và chỉ có vùng Phan Rang hoặc một vài vùng lễ tế trồng nho, có chăng chúng ta cũng trồng cây làm cây nho làm kiểng chơi vui thôi, chỉ có vùng Phan Rang mới làm nho. Nhưng mà đất nước Do Thái, cái vùng Trung Đông sa mạc, thì người ta trồng chủ yếu đương thời Chúa Giêsu đó là những vườn nho, và Chúa lại dùng cái hình ảnh vườn nho để ví cho hội thánh của Chúa trên đất này. Hội thánh giống như một vườn nho, trong đó Chúa là gốc nho, con cái Chúa là nhánh nho, và Đức Chúa Trời đã trồng cái cây nho đó ở trên đất này và quy tụ rất nhiều người bước vào trong hội thánh của Chúa như là vườn nho. Và khi nói đến vườn nho thì phải có người để làm công cho vườn nho đó. Và sau này chúng ta suy ngẫm cái câu chuyện ở trong Matthew chương 20 từ câu 1 câu 6 nói về câu chuyện về cái người chủ vườn nho đi tìm người làm công cho vườn nho mình. Và chúng ta biết rằng trong Cựu Ước nhiều lần Chúa ví dân sinh như là vườn nho, sang đến Tân Ước thì Chúa ví hội thánh của Chúa như là một vườn, như là một vườn nho của Chúa. Và trong Cựu Ước ông Matthew chương 5 câu 1 đến câu thứ 4 thì Chúa thất vọng, bởi vì Chúa đã chăm sóc lo liệu mọi điều cho vườn nho Israel, nhưng cuối cùng nó không kết quả như Chúa mong muốn. Vì vậy cho nên Chúa rất là buồn. Sang đến Tân Ước thì Chúa cũng ví hội thánh Chúa như là vườn nho, nhưng mà khác với dân Israel, vườn nho hội thánh của Chúa trong thời đại ân điển này, Chúa rất hài lòng bởi vì có rất nhiều người đã tham gia để làm công việc của vườn nho. Chẳng phải như là cái thời của Cựu Ước mà Chúa tìm một người đứng chỗ sức mẻ mà tìm không ra, Chúa thất vọng mà tìm không ra. Nhưng qua đến thời đại ân điển này thì cảm ơn Chúa, chúng ta là thánh dân ngoại, nhưng mà là những người có tấm lòng biết ơn Chúa về ơn cứu rỗi của Ngài đã dành cho mình. Cho nên sau khi mình được Chúa cứu đưa vào trong hội thánh Chúa rồi, chúng ta được học và được trưởng thành trong Chúa rồi, thì chúng ta lại trở thành một công nhân để phục vụ Chúa trong hội thánh như là vườn nho của Chúa. Vì vậy cho nên ước ao rằng qua câu chuyện, qua bài học này, quý anh bạn chị em sẽ được cảm động để tham gia bất cứ công việc gì mà Chúa cần mình dùng, Chúa cần dùng đến mình, thì mình sẽ sẵn sàng. Đó là điều mà chúng tôi ước ao khi giải bày lời của Chúa qua chủ đề hãy vào vườn nho. Bây giờ tôi nói đến phần thứ nhất. Khi nói đến hãy vào vườn nho Chúa, tức là một lời kêu gọi Chúa, kêu gọi những người bước vào trong vườn nho Chúa, thì chúng ta học và xem cái cách Chúa tuyển chọn cái người làm vườn nho cho Chúa như thế nào. Cho nên đây là phần thứ nhất tôi nói. Ở trong câu thứ nhất, vả nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Như vậy qua câu thánh kinh đó với các câu kế tiếp từ câu 3 đến câu 5 thì chúng ta thấy rằng Chúa đi tìm người làm công cho vườn nho của Chúa. Chúa đi tìm, Chúa tìm người. Chúa không treo bảng để tuyển, không đặt những tiêu chuẩn để tuyển giống như các công ty, các xí nghiệp, các cơ quan ở trong xã hội. Người ta đưa ra một cái tiêu chuẩn, một cái barem chuẩn, rồi từ đó những người nào đáp ứng đúng cái barem đó, cái yêu cầu của họ đó thì sẽ đăng ký vô để tuyển. Nhưng mà Chúa thì không, Ngài lại đi tìm, Chúa làm ngược lại, đi tìm những người làm công trong vườn nho của Chúa. Và chúng ta thấy qua câu chuyện từ câu 3 đến câu thứ 5, ước chừng giờ thứ 3, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng, các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi ước chừng giờ thứ 6 và giờ thứ 9, người chủ lại ra cũng làm như vậy. Và chúng ta thấy rằng đó là cái điều kỳ diệu của cái ông chủ này.
Ông chủ vườn nho này không giống như một ông chủ trong các công ty xí nghiệp bình thường khác. Bởi vì ông chủ vườn nho này đi tìm người làm công trong khắp cả mọi thì giờ của Ngài. Bắt đầu từ sáng sớm, người Do Thái tính 1 giờ từ 6 giờ chiều hôm nay đến 6 giờ chiều ngày mai. Chứ không phải chúng ta là 0 giờ đêm đến 0 giờ đêm. Mà người Do Thái bắt đầu từ 6 giờ chiều hôm nay đến 6 giờ chiều hôm sau là một ngày. Một ngày chia làm hai phần. Phần là ban ngày 12 tiếng, ban đêm là 12 tiếng. Như vậy, ở đây ông chủ này đi tìm người làm việc trong thời gian ban ngày khoảng 12 tiếng. Như vậy nước thiên đàng giống như người chủ người kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Có nghĩa là ngay từ 6 giờ sáng ông chủ đã đi ra tìm. Và đến giờ thứ 3 của người Do Thái, tức là 9 giờ sáng của chúng ta, 9 giờ sáng thì ông lại đi tìm. 6 giờ của người Do Thái là 12 giờ trưa của chúng ta, ông chủ lại đi tìm. Rồi đến 3 giờ chiều, tức là giờ thứ 9 là 3 giờ chiều, trong cái lời chua của cái phần footnote kinh thánh bên dưới ấy, là giờ thứ 9 tức là 3 giờ chiều ông lại đi ra tìm. Và ông tìm như vậy 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 3 giờ. Và câu thứ 6 ông tìm đến giờ thứ 11 luôn. Giờ thứ 11 tức là 5 giờ chiều ông chủ vẫn đi ra tìm. Và tất cả những cái thì giờ ông tìm thì đều có người hết, đều có người, chủ này có người. Và khi ông chủ này kêu gọi hãy đi vào vườn nho ta, thì lạ lùng thay hết thảy những người đó đều vào vườn nho của chủ mà làm. Đó là những chi tiết chúng ta suy nghĩ và để ý. Như vậy ở tại đây đương thời của Chúa Giê-xu có rất nhiều người cần việc làm, cần việc làm. Và những người cần việc làm thì thường thường nghề nào họ đem dụng cụ của nghề đó, họ tụ tập tại những cái tụ điểm đông, chẳng hạn như chợ hoặc là những nơi đông đúc, để khi những người cần họ sẽ đến. Nếu anh cần thợ nề, họ sẽ chọn những thợ nề để đi làm. Nếu anh chọn người làm vườn, sẽ xem những người làm vườn và tuyển những người đó đi vào. Và đó là Việt Nam của mình, ở miền Bắc người ta gọi là cửu vạn á, cửu vạn. Bây giờ nó vẫn còn ở miền Bắc, có một số người cứ đứng ở chợ, đứng ở bến xe mà chờ đợi, hễ ai cần đến thì mời thì họ làm ngay. Đó là những người họ cần có việc làm để nuôi sống bản thân gia đình của họ trong ngày. Do đó cho nên ông chủ này đi ra đủ mọi thời điểm trong ngày để chọn người làm công. Có lẽ quý ông bạn cho em suy nghĩ câu chuyện này và ông chủ này có thực tế không? Và ông chủ này làm như vậy có phải là ông chủ bình thường không? Bởi vì không có một ông giám đốc công ty nào mà dám tuyển công nhân theo kiểu này. Tuyển kiểu nhầy cơ, nước bán công ty cũng không đủ trả tiền công nữa. Bởi vì làm con giờ mà trả bằng một ngày thì lấy tiền đâu mà trả. Cái này chúng ta chú ý mấy cái chi tiết đó để chúng ta thấy. Bởi vì chỉ có Chúa của chúng ta trên trời mới làm công việc này mà thôi. Công ty xí nghiệp người ta mướn trọn ngày hoặc nửa ngày, chứ không ai mướn 1/12 ngày, mò 9/12 tiếng mà chỉ có làm 3 tiếng cũng hưởng cả một ngày. Như vậy không ai có thể duy trì công ty của mình nếu mình làm theo cách đó. Như vậy thì tại đây Chúa cho chúng ta thấy qua câu chuyện này là câu chuyện của công việc nước Đức Chúa Trời, chứ không phải việc của người trần gian. Vì vậy cho nên đối với hội thánh và công việc của hội thánh Chúa thì nó rất là nhiều. Và Chúa cần những con cái của Chúa làm bất cứ công việc gì, trong bất cứ thời điểm nào, ở lứa tuổi nào, Chúa vẫn cứ dùng. Vì vậy cho nên Chúa kêu gọi và Chúa dùng các tôi tớ của Chúa kêu gọi và tiếng gọi của Chúa để bước vào trong công tác của hội thánh, trong vườn nho của Chúa thì kêu gọi liên tục và không có lúc nào mà lời kêu gọi đó ngưng nghỉ. Bởi vì công việc của Chúa thì rất cần đến những con cái của Chúa tham gia. Nhưng mà chúng ta thấy rằng dường như thời đại nào cũng vậy, những người làm công việc Chúa luôn bị thiếu hụt, thiếu đến nỗi mà Chúa dùng
Có những người Chúa dùng 1/2 cuộc đời, Chúa dùng 1/3 cuộc đời, Chúa dùng 1/4 cuộc đời, nhiều khi Chúa dùng chỉ 1/12 của ngày, thì giờ trong ngày Chúa vẫn dùng. Như vậy chúng ta thấy đó là cách Đức Chúa Trời kêu gọi và chọn lựa những người hầu vị Chúa. Chúng ta biết rằng hội thánh Chúa hiện nay có khoảng 2.700 điểm nhóm, chưa kể đến những số lẻ trên là trên 2.700 điểm nhóm. Và hội thánh của Chúa giáo phẩm hiện giờ này mới có khoảng 1.500 thôi, tính những người mới tốt nghiệp cộng lại chừng khoảng mới hơn 1/2 một chút thôi, tức là khoảng 1.500 trong 2.700 mấy chục cái hội thánh của Chúa đang còn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là nhìn chung công việc của Chúa lúc nào cũng thiếu hụt cả. Còn nếu chúng ta bước ra nước ngoài thăm bà con của mình là Việt kiều ở bên Mỹ, bên Canada, bên Úc chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy cái sự thiếu hụt nó càng trầm trọng hơn nữa. Bởi vì ở Việt Nam tới giờ này hội thánh của Chúa vẫn tuyển người để đưa vào trong cái viện thần học để mà đào tạo trở thành người học Chúa, hoặc đưa vào trung cấp. Trung cấp là một sự mở rộng, giống như là ông chủ này đi tìm mà cái người mà lúc 6 giờ trưa đó, lúc 12 giờ trưa, lúc 6 giờ gọi là 12 giờ trưa đó, là tìm 12 giờ. Thậm chí có những người là đến 3 giờ chiều vẫn còn được tuyển chọn vào trong những cái trung cấp. Và đây là một sự là mở rộng hết sức của giáo hội để tìm người phục vụ Chúa. Trong cái trung cấp vừa qua tôi dạy tại viện, thì có một ông 80 tuổi mà đi xuống học, học nửa chừng thì bị tai biến phải chạy trở về, và nói thôi về nghỉ đi chứ không để là nó nguy hiểm cho sức khỏe. Vừa khỏe là lại tiếp tục chạy xuống học. Hỏi sao không nghỉ mà học? Nói dạ tôi muốn được học lời của Chúa, tôi muốn được học để biết lời của Chúa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta thấy rằng trong hội thánh của Chúa, hội thánh lành Việt Nam vẫn còn có những con người khao khát, vẫn còn có những em thanh niên nó vừa tốt nghiệp cao đẳng đại học, bởi vì cái tuổi nhận vào viện là 21 tuổi, cho nên thường thường em đương học đại học, đương học cao đẳng thì các em được kêu gọi để dâng mình hầu Chúa ở lứa tuổi từ 21 tuổi trở đi. Cho nên mỗi lần tuyển như vậy vẫn phải loại bỏ khoảng vài ba chục người. Tôi thưa với quý bạn chị em rằng cái hội thánh Tây Phương hiện nay, người ta chỉ cần có một người đăng ký vô học là họ đưa tay, họ đón mời. Chẳng những thế còn cấp học bổng cho để học, bởi vì hội thánh quá cần những người hầu vị Chúa. Cho nên chúng ta thấy Chúa luôn luôn tìm kiếm trong hội thánh Chúa những con người như vậy. Vậy thì qua đây tôi còn muốn nói với quý bạn chị em rằng Chúa đang tìm kiếm trong hội thánh Chúa tại đây những con người phục vụ Ngài. Và nhu cầu của hội thánh thì tôi nói với quý bạn chị em rằng Chúa đang tìm trong giới trẻ, đang tìm trong cái giới trung niên, lứa tuổi trung niên, bởi vì trung cấp nhận đến từ 37 tuổi cho đến 45, 48 tuổi để có thể hầu Chúa. Vậy thì ai trong lứa tuổi đó là những người Chúa đang tìm kiếm để có thể đáp ứng với cái nhu cầu của công việc Chúa hiện nay. Cảm ơn Chúa trong những năm tháng qua, Chúa đã ban phước cho hội thánh Chúa tại Việt Nam có sự tăng trưởng tốt đẹp, những điểm nhóm mới được thành lập. Hội thánh Chúa tại đây cũng mở ra một số các điểm nhóm rất là thành công, và bây giờ có một số nơi đã mở ra trở thành chi hội của hội thánh lành Việt Nam. Và bây giờ quý vị vẫn tiếp tục để mở mang công việc của Chúa. Vậy khi công việc Chúa mở ra thì cần có người ra đi để hầu Chúa. Cho nên những cái cơ hội này tôi cũng kêu gọi cái giới trẻ để dâng mình cho Chúa và học lời của Chúa. Chúa cho các bạn trẻ và các bậc phụ huynh cha mẹ ở trong gia đình có con em của mình ở lứa tuổi thanh xuân, trẻ trung, đầy năng lực. Và giới trẻ bây giờ toàn là những giới có trí tuệ, thông minh, khôn ngoan, có thể phục vụ Chúa hiệu quả. Cho nên động viên con em của mình để dâng mình cho Chúa, hầu vì Chúa. Đây là công việc quý giá, vì chúng ta không phải làm việc của trần gian mà làm việc của thiên đàng. Vì công việc của thiên đàng cho nên chỉ 1/12 giờ trong ngày vẫn Chúa vẫn cứ dùng người đó để làm công việc Chúa. Cho nên Chúa ban phước cho quý bạn chị em. Khi tôi học thần học viện, niên khóa cuối cùng tôi tốt nghiệp năm 1976, 75, 76 sau giải phóng, chỉ một khóa duy nhất nhà nước cho tổ chức, rồi sau đó thần viện vĩnh viễn đóng cửa cho tới khi mở được viện Thánh Kinh Thần Học khoảng hơn 1/4 thế kỷ sau. Như vậy thì
Cái khó của tôi học năm 1976, có một ông cũng gốc ở thành phố Hồ Chí Minh này đi học, và lúc đó ông đã suýt soát tuổi 60. Chúng tôi đáng con của ông mà, cho nên mới hỏi rằng sao thầy bữa nay mới đi học. Vì ông nói là ông đã làm việc ở ngoài xã hội và ông đã nghỉ việc ngoài xã hội. Ông ước ao để làm một việc gì đó cho thiên đàng, cho nước trời, chứ không thể làm việc cho đời rồi cuối cùng vào thiên đàng với đôi bàn tay trắng. Cho nên ông dâng mình ủng hộ vì Chúa, dậu hầu Chúa. Sau khi tốt nghiệp và hầu Chúa chừng khoảng trên 10 năm, phong chức được vài năm rồi ông qua đời. Nhưng đó cũng là một điều thỏa lòng cho một người có ước muốn hầu Chúa. Khi tôi học ở bên chỗ Cali, trong cái số sinh viên học, thì tôi thấy có rất ông nhiều ông lớn tuổi quá rồi, trên 60, trên 60 không. Tôi hỏi là tại sao bây giờ mấy ông mới dân vào đó? Họ là những sĩ quan trước năm 1975 của chính phủ Sài Gòn, của chính quyền Sài Gòn. Bây giờ họ đi HO qua đó, bây giờ họ được cứu. Có những người được cứu trong tù tại Việt Nam, có những người được cứu tại bên đó. Họ cảm thấy cái giá trị của sự hầu vì Chúa, cho nên họ sẵn sàng, họ bước vào trường thần học để học và ra đi để hầu vì Chúa. Và cảm ơn Chúa, trong những năm qua tôi dõi theo những cuộc đời đó, họ cũng hầu Chúa có kết quả. Họ cũng bước vào trong ban chấp hành của giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ tại bên Hoa Kỳ để hầu vì Chúa. Như vậy thì quý ông bà anh chị em ơi, Chúa vẫn cần dùng tất cả mỗi một con dân của Chúa, miễn là chúng ta đáp ứng tiếng gọi của Chúa là hãy vào vườn nho ta và ta sẽ công trả tiền công phải cho. Đức Chúa Trời luôn kêu gọi, và những người hầu vì Chúa thì luôn được Chúa đáp ứng mọi nhu cầu để chúng ta sống phục vụ Chúa mà khỏi phải lo lắng. Cho nên Chúa ban phước cho quý bà chị em nghe được tiếng của Chúa. Và cái điều quan trọng, Chúa cần người làm công việc của vườn nho. Nhưng mà cái điểm thứ hai đó là Chúa tìm người làm việc. Chúa tìm người sẵn sàng làm việc. Ở đây tôi nói Chúa tìm người sẵn sàng làm việc, vì ở trong câu 3 đến câu thứ 6, khi chủ đi ra tìm thì có những người đứng ở đó và chủ hỏi rằng sao các ngươi đứng ở đây cả ngày không làm việc chi hết, thì họ mới trả lời rằng vì không ai mướn chúng tôi. Vì không ai mướn chúng tôi. Họ là những người đang chờ việc làm, cần việc làm, vì nhờ việc làm, có việc làm mà họ mới nuôi sống được bản thân, họ mới duy trì được cái sinh hoạt của gia đình của họ. Cho nên họ khát khao được làm công việc. Vậy thì công việc Chúa là cần, nhưng Ngài chỉ tìm những người sẵn sàng hết lòng làm công việc. Chúa không tìm người rong chơi, Chúa không tìm người tham quan, Chúa không tìm người làm biếng hoặc là người lánh việc, làm việc câu giờ. Không bao giờ Chúa dùng những người đó, mà Chúa tìm những con người sẵn sàng làm việc. Như vậy thì khi Chúa chọn quý ông bà chị em vào bất cứ công việc gì của Hội Thánh, thì quý ông bà chị em phải nhiệt tình, hết lòng, không phải làm trôi nổi. Trong Hội Thánh Chúa chức danh chỉ là hư không mà thôi. Cái chức vị, chức danh cũng chỉ là hư không. Cái việc chúng ta làm cho Chúa cái gì đó mới là quan trọng. Chúa chỉ chấm và lưu ở thiên đàng những gì chúng ta làm, chứ không lưu thiên đàng chức danh. Và quý ông bà anh chị em vào đó không thấy ông mục sư Mã Phúc Kiệt quản nhiệm mình là chủ tịch đồng giáo phẩm trên đó nha. Không có đâu. Mà chỉ đầy tớ ngay lành trung tín mà thôi. Mỗi người chúng ta giàu đầy tớ Chúa là giáo phẩm hay tín hữu, một khi đã hầu vì Chúa rồi thì Chúa kể chúng ta là hỡi đầy tớ ngay lành trung tín. Cho nên tất cả quý ông bà anh chị em ngồi đây, nếu mình hầu việc Đức Chúa Trời, dầu quý vị là không có chức danh gì cả, nhưng mà quý vị là tín hữu bình thường mà hầu việc Chúa hết lòng, thì Đức Chúa Trời vẫn kể quý vị là đầy tớ ngay lành trung tín. Chẳng phải nói với ông chủ tịch đồng giáo phẩm, nói với hội trưởng của thánh đền, con là đầy tớ ngay lành, còn chúng ta không phải, hay là chú gọi bằng từ khác, không, tất cả đều cùng một chức danh đó, cùng một tiếng khen đó ở trên nước của Chúa. Vì vậy cho nên khi quý ông bà anh chị em hết lòng làm công việc Chúa, không màng gì những điều gì khác, Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ rơi mình. Vì Gia-cơ nói là Đức Chúa Trời ban cho cách rộng rãi, ban cho cách rộng rãi. Chúa không bao giờ nhỏ hơn cái tâm lòng của chúng ta.
Chúa cũng không bao giờ đối xử theo kiểu của người đời, là nghĩa là lường công hay là ép bức, không có. Ngài là đấng yêu thương, ban cho phu phỉ những điều chúng ta cầu xin, chúng ta phục vụ, Chúa đáp ứng lại cho chúng ta tất cả và không thiếu gì hết. Cho nên hễ ai có cơ hội, đừng con đo đong đếm, đừng so đo tính toán, mà miễn có cơ hội quý bạn chị em cứ làm. Vì đây là công việc của Đức Chúa Trời, công việc của thiên đàng, không phải công việc của con người. Nếu công việc con người chúng ta phải tính, chỗ này lương nhiều, chỗ kia lương ít, chỗ này được người ta kính trọng, chỗ kia người ta coi thường công nhân, chúng ta sẽ có tính để chọn lựa. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì không. Ngài luôn đối xử tốt, vương tôn trọng những đầy tớ của Chúa. Thậm chí chúng nói ai hầu việc ta, ắt cha ta tôn quý người. Không phải cơ quan, không phải đời này, không phải cái đồng nghiệp của mình mà khen ngợi mình, hay cái người thủ lĩnh, thủ trưởng của mình khen ngợi mình, mà chúng ta hầu việc Chúa thì cha ta ắt tôn quý người. Đức Chúa Trời sẽ tôn quý quý ông bà chị em. Cho nên khi chúng ta bước vào công trường nhà Chúa, chúng ta làm với tất cả sự khiêm nhường, làm với tất cả sự nhiệt thành, và làm hết lòng, làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nếu chúng ta làm việc công việc của Chúa mà như vậy thì chúng ta không bao giờ mất phần thưởng. Có những lúc chúng ta cũng gặp khó khăn, thử thách. Có những lúc chúng ta cũng phải chịu sự đào luyện. Nhưng mà không phải Chúa để cho mình khốn khổ như vậy mãi. Đó là trải nghiệm cuộc đời của tôi. Cho nên khi chúng ta bước chân vào hầu việc Chúa thì đừng có so đo tính toán, đừng có nghĩ đến cái vấn đề quyền và lợi, vì tất cả những cái đó đối với trần gian nó chỉ là hư không mà thôi. Hôm nay nó có, ngày mai nó mất. Biết bao nhiêu người đã lên voi xuống chó chỉ trong một ngày hoặc một đêm mà thôi, không có gì hết. Cho nên quý bạn chị em ơi, khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta đi lừa với Chúa, nhưng con lừa này sẽ dẫn chúng ta đến vinh quang. Con lừa này sẽ tạo cho chúng ta những tiếng hoan hô tốt đẹp ở trong nước của Chúa đấy. Cho nên xin Chúa cho quý bạn chị em hiểu được điều đó, để chúng ta đáp ứng tiếng gọi và bước vào vườn nho Chúa với tất cả tâm huyết, nhiệt thành, yêu mến Chúa và hầu việc Chúa. Bây giờ tôi nói phần thứ hai, tôi chỉ có hai phần thôi. Phần thứ hai tôi nói về cách Chúa trả công cho người làm vườn nho này. Cái cách Chúa trả công. Nếu chúng ta xem cái cách tuyển công nhân đã là lạ, thấy ông chủ này dường như không có bình thường, rồi khi xem cái cách ông trả công thì lại càng khó hiểu hơn, và tưởng rằng ông này như không có bình thường, bởi vì ông trả cho mỗi người bằng nhau. Câu thứ 8 thì nói rằng đến tối chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ giờ rốt, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Trong cái cách thứ tự ông trả tiền lương mình thấy đã kỳ lạ. Thường thường người ta trả người làm công nhiều nhất là trả trước nha, rồi mấy ông kia trả sau. Ông bắt đầu từ cái ông có 1 giờ kêu vô ông trả trước, kêu vô ông trả trước, kêu cái anh 1 giờ vô trả bằng 1 ngày, kêu cái anh làm có 3 giờ thôi cũng trả 1 ngày, kêu anh làm 6 giờ cũng trả đúng một ngày. Rồi cuối cùng người làm 9 tiếng, người làm 12 tiếng, mỗi người có 1 đưa đi. Cho nên vì cái đó mà những cái người mà nhận tiền công á, Thánh Kinh mới nói gì? Họ càm ràm với nhau. Nó thấy họ nhận tiền công xong rồi họ càm ràm. Ở trong câu thứ 12 đó, chúng tôi gian nắng cả ngày mà chủ cũng trả bằng với người kia. Rồi họ mới phàn nàn, họ càm ràm và phàn nàn. Thì chủ trả lời với họ rằng: ta há không có định với ngươi 1 ngày là 1 denier sao? 2 lần ở trong phần Thánh Kinh này nói đến, chú nhắc lại. Và từ đầu chú nói là định cho mỗi người 1 ngày là 1 denier. Trong câu thứ hai ấy, khi chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày 1 denier thì sai họ vào vườn nho mình. Và sau đó chú nói: ta há không có định với các ngươi là 1 ngày 1 denier sao? Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta 1 denier sao? Hãy lấy của ngươi và đi đi. Và chú nói:
Ngài có quyền sử dụng những của cải tài sản của Ngài cho những người phục vụ Chúa theo đúng cái tấm lòng, cái tình thương của Chúa dành cho cái người đó. Cho nên chúng ta thấy cách thứ nhất Chúa trả tiền công bằng nhau. Tại sao mà trả tiền công lại trả bằng nhau? Bởi vì đây là một cái cách Chúa đối xử rất nhân từ đối với những người làm công việc của Chúa. Chúng ta thấy rất là lùng ở chỗ đó. Từ người 12 giờ đến người 1 giờ cũng trả mỗi ngày một đô đê. Đô đê là đồng tiền của người La Mã lúc đương thời đó. Một đô đê đó có thể nuôi một gia đình trung bình từ 7-8 người trở lên để sống trong một ngày. Một đô đê thôi là đủ để nuôi một gia đình 7-8 người ở trong gia đình đó, gọi là gia đình trung bình của thời xưa là như vậy. Cho nên ông chủ này đã trả cho cái người làm một giờ cũng đủ là để có thể nuôi cả vợ con của mình trong ngày hôm đó. Vì vậy cho nên cái cách trả của ông chủ mà tượng trưng là Chúa của chúng ta thấy như bất công nhưng không phải là bất công. Bởi vì đã có thỏa thuận với Chúa từ ban đầu là mỗi ngày một đô nê chứ đâu có bất công. Nếu mà không thỏa thuận ấy, thì Chúa là bất công. Nhưng mà có thỏa thuận mỗi ngày một đô nê, như vậy thì cái việc mà trả một người làm một giờ, một người làm ba giờ bằng một ngày nó có ý nghĩa, có cái chủ đích của ông chủ này. Vì vậy cho nên ở tại đây chúng ta hiểu khi mình đã bước chân vào trong công tác phục vụ Chúa thì cái vấn đề của chúng ta là giữa mình cam kết với Chúa cái gì, giữa mình hứa nguyện với Chúa cái gì thì mình sẽ giữ điều hứa nguyện đó. Mục sư Mã Phúc Hiệp, thầy Võ Đông Dương với chúng tôi là những người đó hứa nguyện với Chúa là dâng trọn cuộc đời, trọn thời gian cho Chúa rồi. Chúng tôi chỉ phục vụ Chúa, không làm chuyện gì khác. Nhưng mà có một số quý bạn chị em nói rằng tôi có công việc ở ngoài xã hội, tôi hầu Chúa bán thời gian, có thể là nửa thời gian là các chấp sự, có thể là những người làm bán thời gian một thời gian ngắn, 1/4, 1/5, thậm chí 1/12 nữa ở trong ngày để phục vụ Chúa mà thôi. Như vậy thì tất cả những cái đó đều có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa trân trọng với cái tâm lòng của chúng ta phục vụ Chúa vì tất cả những công việc đó làm cho nước Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa luôn luôn đối xử công bằng cho những con cái của Chúa đó và không bao giờ bỏ một người nào bị thua thiệt cả. Đó là cái điều lạ lùng. Do đó cho nên ông chủ trả mỗi người bằng nhau nhưng không bất công bởi vì đã có sự thỏa thuận. Bởi vì trong cách trả đó thể hiện được tình thương của Chúa rồi. Cho nên cái điều thứ hai, chúng ta xem cái cách thứ hai ngoài cái việc trả công cho công bằng á, thì thứ hai là chủ trả theo luật yêu thương, chủ trả theo luật yêu thương và tinh thần làm việc, cái điểm số 2. Như vậy trong cái hành động của ông chủ ở đây thì nói lên cho chúng ta thấy rằng Chúa yêu thương và quan tâm đối với những người làm công việc Chúa. Chúa luôn lo liệu mọi điều nhu cầu cho tôi con của Chúa và Ngài ban cho dư dật hơn những điều chúng ta làm cho Chúa. Đó gọi là chủ trả công theo cái luật yêu thương và theo cái tinh thần làm việc. Bây giờ chúng ta phân tích này để được khích lệ trong sự hầu Chúa. Như vậy thì cái điểm thứ nhất là Chúa trả theo luật yêu thương. Tại vì sao mà Chúa trả cho cái anh một giờ chứ cũng trả một đô nê? Bởi vì trong nhà của anh có khoảng 5-7 người nữa. Nếu trả một đô nê cho 1/12 đô nê, vì anh làm có một giờ trong 12 giờ, thì cái 1/12 đô nê anh nuôi sống bản thân anh thôi, không thể có dư nữa để mà giúp cho cái người nhà. Cho nên vì cái ông chủ này ông thương cái người nhà của cái anh này, cho nên trả cho anh để nuôi sống bản thân, mà cái việc trả công đó còn nuôi cả gia đình của anh. Vì Chúa có tràn đầy tình yêu thương, Ngài luôn chia sẻ cho chúng ta, Ngài đối xử với chúng ta là bằng tình yêu thương. Cho nên vì cái đó, một người hầu vì Chúa, Chúa ban phước cho cả gia đình. Hồi xưa người ta nói một người làm quan cả nhà, cả họ được nhờ. Một người làm quan thì cả họ được nhờ. Nhưng mà tôi nói trong cái xã hội ngày nay, một người làm quan cả làng được nhờ luôn. Chứ không phải là mình thấy cán bộ ngày hôm nay những ông nào mà ở tỉnh nào tỉnh đó được lợi hết trơn. Ở đâu vậy à? Tôi ở trong cái khu phố ở ngoài Nha Trang, cái đường nó ọp ẹp, biết bao nhiêu lâu, bây giờ có một cán bộ về tự nhiên đường ra thẳng tắp làm bóng láng để đi. Cái cách như vậy, cho nên người ta muốn làm quan, một người làm quan cả họ được nhờ, một người làm quan cả làng được nhờ.
Nhưng mà như vậy thì khi chúng ta hầu việc Chúa thì Chúa đối xử với chúng ta cũng còn dư dật hơn cái điều mà con người làm cho nhau. Cho nên khi chúng ta hầu việc Chúa thì Chúa lo liệu cho chúng ta. Không phải chúng ta là cái người chính để mà làm việc cho gia đình, trụ cột gia đình. Khi chúng ta làm việc Chúa thì gia đình hụt, thiếu hụt. Không phải như vậy. Quý ông bà chị em cứ thử đi sẽ thấy. Khi chúng ta dâng một phần cuộc đời của mình, một phần thời gian của mình, ngoài công việc chính, một phần thời giờ để mình hầu việc Chúa, Đức Chúa Trời ban phước cho mình dư dật không thể hiểu được. Những điều mà Chúa ban cho không thể nào hiểu được, vì Đức Chúa Trời luôn yêu mến những con người hầu việc Chúa. Đó là cái cách Chúa trả theo luật yêu thương. Nếu trả cho mình tùy theo việc của mình làm, giờ của mình làm, chắc chắn chúng ta nuôi mình chưa nổi, đừng cho nuôi tới người khác. Trong xã hội ngày nay, chồng làm, vợ làm mới nuôi được con cái và duy trì được gia đình sung túc được. Còn nếu một người làm thì không thể nuôi cả vợ cả con, cả chồng vợ đều phải đi làm. Nhưng một người phục vụ Chúa với tất cả tâm huyết, tấm lòng của mình thì người đó sẽ được Chúa chu cấp đủ để chúng ta có thể sống một cách thỏa vui trong Ngài. Đó là cái lý do rất nhiều những sinh viên bước vào viện thần học, mặc dù họ biết là bước vào đó đi ra với một cái đồng lương nó rất là ít ỏi. Một sinh viên vốn là có bằng cao học kiến trúc nói với tôi, mục sư, trước khi con đi vô viện con tích lũy được 200 triệu, nhưng mà khi học 5 năm, 4 năm học với 1 năm thực tập ra, bây giờ con còn số 0 hết rồi, không còn. Rồi ra hồi Chúa hầu thánh lãnh số lương 4-5 triệu bạc, có nhiều khi có những chỗ chỉ có ít hơn cái số đó, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi những con người đó, vẫn cất nhắc, và từng hồi từng lúc họ vẫn nuôi được con cái của họ thành tài và đỗ đạt, chứ không phải là vì cớ thân sơ thất sở do nghèo thiếu, vì cớ mình hầu Chúa. Ông David nói rằng, xưa tôi trẻ rầy đã già, chẳng mơ hề thấy một người nào vì kính sợ Chúa và là công bình của Chúa mà lại đi ăn mày. Không có chuyện đó. Cho nên một con cái của Chúa, tin Chúa trong tình cảnh thật là thê thảm, nhưng trung tín một thời gian Chúa cất nhắc và đưa lên trở nên một người tốt đẹp để sống không thua kém ai ở trong xã hội này. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tràn đầy tình thương, cho nên Chúa ban phước để cho quý ông bà anh chị em đừng có tính toán gì với Chúa cả, mà chúng ta làm được cái gì là làm. Bởi vì nếu chúng ta chỉ đi nhà thờ mà về, đến cuối cùng chúng ta sẽ đến với Chúa bằng đôi tay, bàn tay trắng. Bài thánh ca chúng ta thường hát, đến với Chúa tay trắng thôi sao. Có khi nào quý ông bà anh chị em sẽ đến với Chúa với đôi bàn tay trắng không? Hãy suy nghĩ đến điều đó. Vì cuộc đời chúng ta trong trần gian ngắn nhưng rất có giá trị, vì những gì chúng ta đầu tư được cho nước Đức Chúa Trời là làm ngay trong đời này. Khi bước vào ngưỡng cửa sự chết rồi, bước qua cái ngưỡng cửa sự chết, chúng ta chỉ tận hưởng những gì chúng ta đã đầu tư trong thời gian đời sống còn trên đất. Cho nên Chúa cảm động để khuyên bạn cho em làm được việc gì chúng ta hãy làm. Rồi Chúa trả chúng ta tùy theo tinh thần làm việc, bởi vì ở trong Khải Huyền chương 22 câu 12 nói là, này ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Hai cái điều này nó không mâu thuẫn nhưng mà nó bổ khuyết cho nhau. Một người được Chúa chọn vì cớ người này cần việc làm. Khi người này chọn vô làm vì tri ân Chúa làm hết lòng. Và tôi phân tích, một người làm 1 giờ tại sao được xử như người làm 12 giờ? Bởi vì có những con người họ tri ân Chúa, biết Chúa quá trễ, bây giờ hầu vì Chúa quá trễ cho nên họ làm hết lòng. Một ông giáo sư đại học sau khi đã hưu trí rồi, ông mới tin Chúa. Tin Chúa xong ông cảm động quá, tăng trưởng rất nhanh và ông muốn đi hầu Chúa. Rồi ông bước vào trường ông học. Ông học đâu khoảng 4 năm trong trường, ông ra hầu Chúa chừng khoảng 10 năm. Nhưng mà ta tổng kết cái công việc của 10 năm ông đã bằng cả một đời một sư bình thường hầu Chúa. Bởi vì ông là một giáo sư rất giỏi về lĩnh vực chuyên môn, ông phục vụ trong lĩnh vực chuyên môn. Một người làm việc bằng máy vi tính nó khác với một người mà tính bằng thủ công, hoàn toàn nó khác nhau. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới biết chúng ta mà trả lương hoặc là tưởng thưởng chúng ta, ban thưởng chúng ta đúng mức mà thôi. Vì vậy cho nên đừng nói tôi đây như thế này, người kia thế kia, cùng làm việc cùng hưởng. Trong đời này không có sự công bằng trong cư xử với nhau, ngay cả trong hội thánh cũng vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời đấng mà chúng ta yêu thương, quý mến đó sẽ không bao giờ đối xử một điều gì bất công đối với chúng ta cả.
Cho nên tôi xin Chúa cảm động, quý ông bà chị em hãy hết lòng mà hầu việc Chúa, học hỏi lời của Chúa, để đời sống tâm linh của quý ông bà anh chị em sẽ được phước từ đời này đời sau, phước từ đời mình đến đời hậu tự của con cháu mình nữa. Cho nên Chúa ban ơn. Người ta viết về cái câu chuyện của cái ông Tri Hào Tagore của người Ấn Độ. Ai cũng biết Tri Hào Tagore của Ấn Độ, thơ của ông được dịch ra nhiều nước, nhiều ngữ để đọc á. Thì ông kể lại một câu chuyện trong cái tự truyện của ông rằng, ông nói ngày đêm kia ông mới thấy mình trở thành một người ăn mày. Ăn mày. Và Tri Hào Tagore sao ăn mày được? Nhưng mà tự nhiên ông thấy ông trở thành người ăn mày. Cái ông đi hành khất, ông xin ăn. Ông xin cả ngày hôm đó, ông đó là ngày may mắn nhất của ông. Bởi vì ông xin được rất nhiều những hạt bắp. Ông bỏ trong cái ba lô ông mang trên vai. Chiều về ông đi với cái niềm hãnh diện sung sướng, hôm nay ta xin được rất nhiều hạt bắp. Ông đi về, trên đường về ông thấy từ xa chú Su đi ngược ông. Rồi ông mới nghĩ lầm, hôm nay ta trúng mánh rồi. Hôm giờ cuối cũng còn gặp chú Su, ta xin chú Giê-xu nữa. À, khi mà ông đến gần thì lại chú Su lại đưa tay ra xin ông trước. Ông chưa kịp xin chú Su đưa tay xin ông trước. Cái ông lúng túng, thấy mình xin chú Su bây giờ, chú Su lại xin mình, đưa tay ra. Ông lúng túng như đứng ngờ ngờ, kéo không thập tay trong túi không. Trong cái ba lô ông lượm ra mấy hộp bắp. Lượm ra vài hộp bắp mới bỏ vào tay của Chúa. Thế thì từ giả về, anh về anh mới trút cái bao bắp anh ra. Anh thấy lạ lùng thay trong cái bao bắp anh đó, nó lẫn có mấy cái hạt vàng. Anh mới đem ra, đúng rồi. Mấy cái hộp này là mấy cái hộp mà mình lấy kéo kiệt để tặng cho chú Giê-xu đó. Cho giờ những cái hộp mà tặng đó nó trở thành hạt vàng. Cái ông mới tự nhủ lòng này, ước chi ta cho thật là nhiều để bây giờ ta không còn đi ăn mày. Vì ta keo kiệt quá, bây giờ ta vẫn tiếp tục ăn mày. Cho nên câu chuyện đó dạy chúng ta, nếu quý bạn chị em có nhiều ân tứ, nhiều khả năng, keo kiệt với Chúa, thì cuối cùng á, mình cũng chỉ hưởng tùy theo việc của mình làm thôi. Cho nên Chúa ban phước để quý bạn chị em không ai từ chối công việc của Chúa. Nếu quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa như sáng nay, hội thánh Chúa tại đây phước hạnh, tôi tớ của Chúa sung sướng bởi vì có rất nhiều người hầu Chúa. Amen.